Bác sĩ nghiêm cấm nấu mì tôm với rau này, kiểu rước đại họa vào thân, càng ăn thì càng sinh bệnh, thọ non lúc nào không hay. Quý vị khán thính giả thân mến, trong cuộc sống hiện đại, nhịp sống hối hả, đòi hỏi con người phải sống nhanh hơn. Chính vì vậy mà chúng ta phải rút ngắn thời gian một số hoạt động và bữa sáng thường được chúng ta ăn cho qua loa, cho nhanh để đi làm. Một loại thực phẩm chế biến nhanh tiện lợi mà nhiều người lựa chọn đó chính là mì tôm. Theo như các chuyên gia thì mì tôm vốn đã không đủ chất dinh dưỡng để nạp vào cơ thể. Thậm chí nếu quý cô bác nào không biết mà còn kết hợp mì tôm với những loại thực phẩm sau đây thì sẽ càng độc hại, có thể khiến cô bác rước bệnh tật, ung thư, tàn phá gan thận, thọ non mất sớm. Vậy để biết được đó là những thực phẩm nào thì trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý cô bác theo dõi ngay sau đây. Bác sĩ nghiêm cấm nấu mì tôm với rau này, kẻo rước đại họa vào thân, càng ăn càng sinh bệnh, thọ non lúc nào không hay. 1. Cà chua. Chắc hẳn nghe đến đây thì cô bác rất ngạc nhiên đúng không ạ? Bởi nếu cô bác có theo dõi chương trình từ trước thì sẽ thấy chúng tôi rất hay đề cập đến cà chua là một loại quả vô cùng tốt cho sức khỏe, có thể kết hợp được với nhiều loại thực phẩm khác nhau. Tuy nhiên, ở trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn thông tin đến cô bác rằng cà chua sẽ trở nên cực độc hại nếu cô bác đem nấu cùng mì tôm. Nguyên nhân là bởi trong mì tôm có chứa một chất gọi là nomonachit glutamate. Chất này cũng được phát hiện là có tồn tại dưới dạng muối ở trong cà chua. Bản thân chất này không có tác hại gì xấu đối với cơ thể. Tuy nhiên, khi kết hợp với mì tôm, liều lượng nomonachi glutamate sẽ trở nên khá cao. Khi đem đun nấu ở nhiệt độ cao, chúng sẽ biến tướng và gây hại cho sức khỏe. Phản ứng hóa học này sẽ đem đến một số biểu hiện cho cơ thể như nóng gan sau gáy, khô cổ, nhiều đờm, đau bụng vài giờ liên tục. Bên cạnh đó, nhựa phenolic và chất pectin chứa nhiều bên trong cà chua. Do vậy, khi các cô bác ăn thực phẩm này và những khi đói thì rất có thể những chất ở trên sẽ xảy ra phản ứng với axit, gây ảnh hưởng lớn đến dạ dày. Nguy hiểm hơn, có thể dẫn đến tình trạng đau bụng hoặc nôn mửa. Một số nhà nghiên cứu suy đoán rằng liều monolachit glutamate lớn như vậy cho phép lượng axit glutamic vượt qua hàng rào máu não và tương tác với các tế bào thần kinh, dẫn đến sưng não và chấn thương. Vì vậy, cô bác nên dừng thói quen ăn mì tôm với cà chua, kẻo có ngày bệnh tật quấn thân đấy ạ. Mặc dù cà chua là một loại quả có lợi cho sức khỏe, nhưng chúng tôi vẫn khuyến cáo cô bác là không nên ăn nhiều cà chua. Cà chua nếu cô bác lạm dụng và ăn quá nhiều, rất có thể sẽ dẫn tới tình trạng cơ thể không có khả năng tiếp tục dung nạp các loại thực phẩm này. Dù chỉ với một lượng nhỏ, nếu hiện tượng này không được can thiệp hay chữa trị kịp thời, lâu dần sẽ dẫn tới một số bệnh nghiêm trọng hơn liên quan đến đường tiêu hóa như bí khí hay đau dạ dày. 2. Rau mùi. Nguyên liệu thứ hai mà chúng tôi khuyên cô bác không nên nấu cùng mì tôm nếu muốn sống thọ đó chính là rau mùi. Thường khi nấu ăn, cô bác hay cho rau mùi vào để vừa thêm màu sắc vừa tăng hương vị cho món ăn, đúng không ạ? Chính bởi vậy mà tôi thấy nhiều cô bác khi nấu mì tôm thì thường bỏ thêm một chút rau mùi. Tuy nhiên thì các chuyên gia đã cảnh báo đây là một việc làm không khoa học. Hành động này không những không có lợi cho sức khỏe mà thậm chí còn có thể rước hàng tá bệnh về cho cơ thể đấy cô bác ạ. Khi được hỏi về nguyên nhân thì các bác sĩ dinh dưỡng cho biết mì tôm chứa nhiều natri carbonate, khi kết hợp với vitamin C có trong rau mùi sẽ có thể tạo ra các ion đồng và sắt. Điều này không chỉ làm giảm giá trị dinh dưỡng của mì tôm mà còn có thể khiến bản thân bị ngộ độc nếu ăn quá nhiều. Nếu như không đào thải được thì các ion ấy còn có thể tích tụ ở dạ dày và ruột. Lâu ngày có thể khiến các chức năng của nội tạng suy yếu đi, cơ thể rối loạn chuyển hóa nên sẽ hình thành hàng loạt các chứng bệnh như huyết áp cao, đột quỵ và cả ung thư. Chính vì vậy, thay vì chọn rau mùi, cô bác nên chọn loại rau thơm khác để tránh việc đáng tiếc này nhé.
Tuy nhiên, cô bác cũng cần lưu ý là tuyệt đối không ăn rau mùi với các loại nội tạng động vật nhé. Bởi rau mùi rất giàu vitamin C, trong khi đó nội tạng động vật lại rất giàu protein và các chất dinh dưỡng. Ăn rau mùi với nội tạng động vật dễ khiến cơ thể sản xuất các ion đồng và sắt, làm giảm các giá trị dinh dưỡng trong thực phẩm. Không chỉ vậy, kết hợp hai loại thực phẩm này với nhau còn làm tăng nguy cơ ngộ độc, thậm chí là dẫn đến ung thư nếu duy trì thói quen này trong thời gian dài. Ngoài ra thì không phải ai cũng có thể ăn rau mùi. Nếu cô bác đang nằm trong một số tình trạng sau đây thì đừng ăn nhé. Người gặp các vấn đề về hô hấp. Tiêu thụ quá nhiều rau mùi có thể gây ra các vấn đề hô hấp cấp tính và dẫn đến các bệnh phổi mãn tính như hen suyễn. Cho nên, những người gặp các vấn đề về hô hấp không nên ăn rau mùi để tránh bệnh tình nghiêm trọng hơn. Phụ nữ mang thai. Một số thành phần có trong rau mùi có thể ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của tuyến sinh dục nữ, từ đó gây nguy hiểm cho sức khỏe của mẹ và bé. Người mắc bệnh dạ dày. Tuy tốt cho hệ tiêu hóa, nhưng ăn quá nhiều rau mùi sẽ làm tăng gánh nặng lên dạ dày, gây rối loạn hệ tiêu hóa. Theo một báo cáo y tế, sử dụng 200ml chiết xuất rau mùi trong một tuần có thể gây ra một số triệu chứng như hình thành khí trong bụng, đau dạ dày, nôn mửa, di chuyển không vững. Người bị bệnh gan. Ăn rau mùi ở số lượng vừa phải sẽ giúp loại bỏ các vấn đề về gan, nhưng nếu lạm dụng, các thành phần trong rau sẽ làm việc ngược lại. Điều này làm tăng bài tiết mật và cuối cùng sẽ khiến gan bị tổn thương. Người có cơ địa dễ bị dị ứng. Tinh dầu trong lá và hạt rau mùi có thể gây kích ứng da. Vì vậy, những người có cơ địa dễ bị dị ứng nên mang găng tay khi tiếp xúc với loại rau thơm này. 3. Cải thảo. Nguyên liệu thứ 3 nếu đem nấu cùng mì tôm sẽ tàn phá gan thận, hại cả nhà, đột tử, thọ non, đó chính là cải thảo. Nghe đến đây thì chắc hẳn cô bác sẽ lấy làm lạ, bởi cải thảo vốn là loại rau lành tính, tốt cho cơ thể, không chỉ gây ra tác hại ghê gớm như vậy được. Đúng là cải thảo rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu ăn cùng mì tôm với cải thảo sẽ làm kim chi thì là chuyện khác, bởi mì tôm vốn được biết đến là loại thực phẩm có tính nóng. Kim chi cũng là một món ăn cay nóng. Khi hai thực phẩm này kết hợp với nhau có thể có hại cho dạ dày. Các biểu hiện có thể gặp phải như là ợ chua, buồn nôn, nóng rát dạ dày, viêm loét dạ dày. Không những thế, tác hại của việc ăn đồ ăn cay nóng còn là hiện tượng trào ngược axit dạ dày thực quản, khiến cho vùng sau xương bị nóng rát. Tình trạng này càng kéo dài thì dạ dày càng có tổn thương nghiêm trọng, rất nguy hại cho sức khỏe. Hầu hết các loại đồ ăn cay nóng đều có tính hút ẩm cao, nên nếu ăn quá mức, nó sẽ khiến cho làn da trở nên sần sùi, khô ráp. Không những thế, chất cay trong các món đồ ăn cay nóng còn kích thích làn da nóng nên dễ nổi mụn hơn. Tác hại của ăn cay quá mức nữa cần chú ý là gây ra tác động mạnh đến cổ họng và niêm mạc đường ruột. Cứ như vậy kéo dài, mức độ cay nóng vượt quá ngưỡng an toàn và gây áp lực lên thành mạch, làm tổn thương dây thần kinh và gây ra bệnh cao huyết áp. Chính vì thế mà dù có thích ăn cay đến đâu, cô bác cũng đừng nên ăn kim chi với mì tôm nhé. Trên thực tế, mì tôm là món ăn tiện lợi nhưng không có nhiều chất dinh dưỡng. Mì tôm có rất nhiều carbohydrate nhưng ít chất xơ, vitamin khoáng chất khi ăn vào cơ bản sẽ không có lợi ích gì. Nếu thường xuyên ăn mì tôm, cô bác sẽ phải đối mặt với những tác hại sau. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thành phần chủ yếu của mì tôm là carbohydrate. Trong khi đó, cơ thể con người muốn khỏe mạnh cần có 6 chất là protein, mỡ, carbohydrate, khoáng chất, vitamin và nước. Nếu thiếu hụt một trong 6 dưỡng chất trên, cơ thể rất dễ mệt mỏi, tình trạng kéo dài sẽ dễ sinh trọng bệnh.
Vì thế, việc ăn nhiều mì tôm quá thường xuyên mà bỏ qua các thực phẩm khác sẽ khiến cơ thể không được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng. Điều này vô tình sẽ khiến cơ thể bị tích bệnh. Trong một thí nghiệm đặc biệt của tiến sĩ Braden Kuo, công tác tại Bệnh viện Cộng đồng Massachusetts, Mỹ cho biết, việc tiêu thụ mì ăn liền trên 3 lần mỗi tuần có nguy cơ cao mắc bệnh tiểu đường và tim mạch. Ngoài ra, nó còn là một đối thủ khó xơi đối với hệ tiêu hóa bởi sau nhiều giờ vào cơ thể vì những sợi mì này không dễ gì phân hủy. Nóng trong người. Nhiều người nghiện ăn mì tôm vì độ giòn và dai, tuy nhiên nguyên nhân là do chúng được chiên dầu ở nhiệt độ cao. Bởi vậy khi ăn mì tôm, cảm giác đầu tiên chính là nóng phừng phừng, cồn cào ruột gan, khô miệng, háo nước. Thường xuyên ăn mì dẫn tới tình trạng nóng trong người, nhiệt miệng, nổi mụn. Nguy cơ mắc bệnh về huyết áp, xơ vữa động mạch, đột quỵ. Trong mì tôm có chứa chất béo có tên socinin. Chất béo này chiếm 15-20% trong một bát mì. Thêm nữa, chúng chủ yếu tồn tại là dạng axit béo no. Axit béo bão hòa là loại chất béo khó tiêu hóa. Thêm nữa, mì tôm còn có chất béo dạng trans fat. Bởi thế, khi nạp vào cơ thể, các chất béo này sẽ làm tăng mức cholesterol xấu trong máu, dẫn đến tăng nguy cơ bị các bệnh tim mạch như cao huyết áp, xơ vữa động mạch, đột quỵ. Đau dạ dày, đầy hơi. Chính vì mì tôm là một món ăn chiên qua dầu, nên khi ăn, cô bác sẽ cảm thấy bị đầy hơi. Chưa kể đến việc mì tôm còn chứa khá nhiều hương liệu và chất phụ gia khác. Các phụ gia này không những khiến vị giác của cô bác giảm sút mà còn có thể tạo áp lực cho dạ dày trong việc tiêu hóa chung. Ăn nhiều sẽ gây rối loạn chức năng dạ dày, đau dạ dày. Tăng cân không kiểm soát. Mì tôm đã chiên qua dầu nên không cung cấp đủ lượng calo cần thiết cho cơ thể hoạt động và làm việc. Khi ăn mì, cô bác sẽ phải ăn thêm những thứ khác bổ sung. Do vậy, cô bác vô tình đã nạp quá nhiều carbohydrate và chất béo vào cơ thể. Điều này khiến cô bác tăng nguy cơ béo phì, tăng cân không kiểm soát được và mắc các bệnh liên quan tới béo phì. Gia tăng quá trình lão hóa. Chất mỡ trong mì tôm thông thường đều thêm chất chống oxy hóa, nhưng nó chỉ làm chậm tốc độ oxy hóa, kéo dài thời gian biến mùi của mì tôm. Thời gian dài dung nạp quá nhiều chất chống oxy hóa sẽ ảnh hưởng xấu tới hệ nội tiết và thúc đẩy lão hóa. Hại thận gây sỏi thận. Một thành phần có mặt trong mỗi gói mì ăn liền mà không phải ai cũng dễ dàng nhận ra chính là muối. Mì ăn liền thường được ướp rất nhiều muối. Với lượng muối cao như vậy, khi ăn, cô bác đã vô tình làm hại thận, thậm chí dùng nhiều có thể gây sỏi thận. Ngoài ra, ăn mì tôm cũng chứa đầy phosphate, một chất giúp cải thiện mùi vị thức ăn. Tùy giúp cô bác ngon miệng, nhưng chất này lại khiến chúng ta dễ bị loãng xương, mất xương, răng cũng yếu dần đi nếu dùng nhiều. Gây ung thư. Đã có nhiều nghiên cứu đánh giá sự độc hại của lạm dụng mì ăn liền. Với các thành phần phụ gia như màu thực phẩm, muối, chất béo bão hòa, ăn mì tôm trong thời gian dài dễ gây táo bón, phân lưu lại thời gian dài trong đại tràng cũng là một yếu tố dẫn đến ung thư, nguy cơ nhất là ung thư trực tràng. Thiếu hụt dinh dưỡng. Theo những nghiên cứu dinh dưỡng, thành phần chủ yếu của mì ăn liền là bột mì và chất béo nước sốt. Chúng không chứa đủ 7 chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể người. Do vậy, ăn liền suốt thời gian dài có thể dẫn đến thiếu hụt các chất dinh dưỡng. Cô bác sẽ phải đối mặt với tình trạng chóng mặt, mệt mỏi, tim đập nhanh. Những người không nên ăn mì tôm. Người bệnh béo phì, mắc bệnh tim mạch. Mì ăn liền được chiên bằng dầu. Dầu chiên mì là dầu soltering không tốt cho sức khỏe. Lượng chất béo bão hòa, khó tan trong mì khá nhiều. Nó làm tăng nguy cơ béo phì và bệnh tim mạch nếu đi vào mạch máu, làm xơ vữa động mạch.
Mì cũng là thực phẩm mất cân bằng về dinh dưỡng, thành phần chủ yếu là tinh bột sẽ chuyển hóa thành chất béo và năng lượng dư thừa trong cơ thể, hoàn toàn không có lợi cho người béo phì, tim mạch. Người mắc bệnh dạ dày. Lượng gia vị mạnh trong mì khiến người thường xuyên ăn mì có vị giác giảm sút, và nếu mắc thêm bệnh dạ dày thì mì lại càng có hại, nó tạo áp lực cho dạ dày trong việc tiêu hóa. Mì là thực phẩm rất khó tiêu, khoảng 2 giờ sau khi ăn, mì vẫn còn ở tình trạng nguyên sợi trong dạ dày. Nó không chỉ cản trở việc chuyển hóa và hấp thụ dinh dưỡng mà còn giữ những chất độc hại có trong mì tồn tại lâu trong hệ tiêu hóa, làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Trẻ nhỏ. Mì hấp dẫn mọi người từ mùi hương và với nhiều gia vị, nó cũng rất kích thích vị giác của trẻ nhỏ, khiến trẻ rất thích và có khi nghiền ăn mì. Nhưng có nhiều lý do để không nên cho trẻ nhỏ ăn mì. Kém dinh dưỡng. Nó sẽ không đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng cao của trẻ, chỉ bổ sung cách dư thừa phần năng lượng rỗng. Khó tiêu hóa. Quá trình tiêu hóa mì quá dài trong dạ dày khiến cho cơ thể bé đầy hơi, chán ăn, ăn ít, giảm hấp thụ dinh dưỡng. Quá nhiều chất gây hại. Mì chiên có độ oxy hóa cao, dầu trong gói mì cũng được xử lý chiên và bị oxy hóa. Oxy hóa là tác nhân gây các bệnh tiểu đường, tim mạch, ung thư. Chưa kể mì còn chứa nhiều muối, bột ngọt, các gia vị và phụ gia khác. Chúng sẽ quá tải với cơ thể trẻ. Thiếu dinh dưỡng, thừa năng lượng rỗng cùng nhiều nguy cơ nên mì cũng không tốt cho trẻ nhỏ. Người mắc bệnh thận. Trong mì ăn liền thường được ướp rất nhiều muối. Với lượng muối cao như vậy, khi ăn vô tình làm hại thận và không tốt cho người mắc bệnh thận. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi kênh Ăn Sạch Sống Khỏe đã đem đến cho cô bác rất nhiều những thông tin bổ ích xoay quanh loại thực phẩm tiện lợi, đó chính là mì tôm. Sau khi phân tích hết các tác hại, chương trình vẫn đưa ra lời khuyên cho cô bác, đó là không nên ăn bữa sáng với mì tôm bởi việc hạn chế dinh dưỡng và nó còn có thể gây hại. Cô bác nhớ lưu lại để tránh những sai lầm, đồng thời chia sẻ những thông tin bổ ích này đến những người xung quanh và người thân yêu của mình nhé. Ban biên tập chương trình xin khép lại video tại đây. Xin kính chào, hẹn gặp lại cô bác trong các chương trình tiếp theo.